Nói không phải đùa chứ nhiều người chọn xe khá hài hước. Con xe nào nặng nhất thì mua, con xe nào kích thước to nhất thì mua, con xe nào khỏe nhất thì mua. Ok, xem hôm nay sẽ làm một video tổng hợp tất cả những mẫu xe trong phân khúc sedan hạng B. Làm cái video này nó tốn công gấp 3 lần bình thường anh em ạ. Nên anh em nhớ đăng ký và ủng hộ kênh nhé. Những mẫu xe trong video này gồm có Honda City, Toyota Vios, Hyundai Accent, Kia Soluto, Mitsubishi Attrage, Mazda 2 và Suzuki Ciaz. Và đây là thông số của những mẫu mới nhất tại thời điểm đầu năm 2021. Về kích thước xe nào dài nhất? Dài nhất là Honda City với 4m553. Đứng thứ hai là Suzuki Ciaz với 4m490. Đứng thứ ba là Hyundai Accent là 4m440. Thứ tư là Toyota Vios 4m425. Thứ năm là Mazda 2 với kích thước chiều dài là 4m340. Thứ sáu là Mitsubishi Attrage với 4m305. Và cuối cùng là Kia Soluto với chiều dài là 4m3. Như vậy, xét về riêng chiều dài của xe thì Honda City dài nhất. Nếu anh em nào muốn hàng ghế sau thoải mái thì chọn Honda City nhé. Con xe nào chiều ngang lớn nhất? Cái này quan trọng này. Không những nó làm xe ngồi thoải mái mà nó còn làm chiếc xe đẹp hơn, bệ vệ hơn. Cùng xem con xe nào to nhất và con xe nào bé nhất. Chiều ngang to nhất vẫn là Honda City với là 1m748. Đứng thứ hai là Toyota Vios và Suzuki Ciaz đều có chung chiều ngang là 1m730. Thứ ba là Hyundai Accent, chiều ngang là 1m729. Đứng thứ tư là Kia Soluto với chiều ngang là 1m7. Đứng thứ năm với chiều ngang nhỏ hơn một chút là Mazda 2 là 1m695. Và đứng cuối cùng là chiếc Mitsubishi Attrage với chiều ngang rất khiêm tốn là 1m670. Chiều cao thì sao? Cái này mình đang lăn tăn xếp từ bé lên cao hay xếp từ cao xuống thấp này. Vì chiều cao thấp, đi ổn định, khí động học tốt và nhìn thể thao và đẹp hơn chứ. Còn xe có chiều cao lớn thì không gian bên trong lại thoải mái hơn. Nhưng mà thôi, mình sẽ xếp từ thấp đến cao nhé. Vì sang đan thì mình thích thấp hơn. Thấp nhất là Hyundai Accent và Kia Soluto có chiều cao là 1m460. Đứng thứ hai là Honda City với chiều cao là 1m467. Thứ ba là Mazda 2 với chiều cao là 1m470. Đứng thứ tư là Toyota Vios và Suzuki Ciaz cùng có chiều cao là 1m475. Và cuối cùng, con xe cao nhất trong phân khúc hạng B là Mitsubishi Attrage có chiều cao là 1m515. Chốt lại là mình ưng nhất là Honda City với nhiều thông số đẹp. Còn đuối nhất là chiếc Mitsubishi Attrage. Đây là xét về mặt kích thước thôi nhé. Tiếp đến xem con nào nặng nhất. Đây là trọng lượng không tải nhé. Tuy nhiên, cái phần này mình sẽ phải lưu ý với anh em là mỗi các phiên bản nó có thể chênh nhau mấy chục cân nhé. Thì mình sẽ lấy con số nào nặng nhất của mẫu xe đó. Honda City có trọng lượng là 1.134 kg. Đứng thứ hai, Toyota Vios nhẹ hơn một chút là 1.110 kg. Lưu ý cái trọng lượng của Toyota Vios này bản mới thì Toyota chỉ công bố trọng lượng có tải là 1.550 kg. Nhưng mà cái trọng lượng có tải này nó lại bằng cái phiên bản cũ. Nên là mình lấy cái thông số trọng lượng không tải này là của cái phiên bản 2020, cái phiên bản trước đó nhé. Đứng thứ ba là Mazda 2 với trọng lượng là 1.074 kg. Đứng thứ tư là Kia Soluto với 1.066 kg. Đứng thứ năm là Suzuki Ciaz với 1.020 kg. Và đứng cuối cùng là Mitsubishi Attrage có 905 kg thôi. Khá nhẹ. Hyundai Accent tại sao không có ở đây? Vì Hyundai thành công không công bố. Đó, thì mình sẽ bỏ qua. Như vậy là nặng nhất là Honda City và nhẹ nhất là Mitsubishi Attrage. Nặng thì sẽ đầm chắc, nhẹ thì sẽ tiết kiệm xăng. Tiếp theo mình sẽ so tiếp về phần động cơ nhé, xem con nào khỏe nhất phân khúc. Công suất cực đại thể hiện cho khả năng tăng tốc. Có những hãng xe nó sử dụng là horsepower, HP đấy. Có những hãng xe lại sử dụng kW, có những hãng xe là sử dụng PS. Thì trong cái video này mình sẽ quy đổi hết về horsepower nhé. Nên là các bạn thấy các thông số nào mà nó lẻ lẻ thì cái thông số đó là được quy đổi từ các đơn vị khác nhé. Đứng đầu là chiếc Honda City với 119 mã lực. Đứng thứ hai là chiếc Mazda 2 với 110 mã lực. Thứ ba là Toyota Vios yếu hơn một chút là 105,9 mã lực. Xếp thứ tư là Hyundai Accent với 98,6 mã lực. Đứng thứ 5 là Kia Soluto với 94 mã lực. Thứ 6 là chiếc Suzuki Ciaz với 91 mã lực. Và xếp cuối cùng là chiếc Mitsubishi Attrage có 76,9 mã lực thôi. Mô men xoắn cực đại thể hiện cho sức kéo. Ok, chúng ta sẽ xem con nào tải nặng tốt hơn nhé. Số 1 vẫn là chiếc Honda City với 145 Nm. Tiếp theo là chiếc Mazda 2 với 144 Nm. Có thể thấy là chiếc Mazda 2 này với chiếc Honda City là khá tương đồng. Xếp thứ 3 là Toyota Vios 140 Nm, Kia Soluto và Hyundai Accent cùng xếp thứ 4 với 132 Nm. Đứng thứ 5 là Suzuki Ciaz với 130 Nm. Và cuối cùng vẫn như thường lệ là Mitsubishi Attrage 100 Nm. Phần cuối cùng của video cũng là một phần khá quan trọng, xem khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Phần này thì nó sẽ hơi khó thống kê vì các mẫu xe đều có các phiên bản khác nhau. Mỗi phiên bản đều có một mức tiêu hao nhiên liệu khác nhau. Thế nên mình sẽ lấy cái giá trị thấp nhất mà chiếc xe đạt được, không cần biết nó là bản MT hay AT, và cái giá trị cao nhất mà nhà sản xuất công bố, tức là đi trong nội thành đó. Đứng đầu là chiếc Mitsubishi Attrage có mức tiêu hao nhiên liệu là 4,42 lít đến 6,47 lít trên 100 cây. Xếp thứ hai là Kia Soluto từ 4,49 lít đến 7,47 lít trên 100 cây. Xếp thứ ba là Toyota Vios từ 4,7 lít đến 7,78 lít. Đứng thứ tư là Suzuki Ciaz với 4,72 lít đến 7,65 lít. Đứng thứ năm là Honda City từ 4,73 lít đến 7,29 lít. Đứng thứ 6 là Hyundai Accent từ 4,74 lít đến 7,11 lít trên 100 cây. Thế còn trên Mazda 2 thì tại sao không có ở trong cái mục xếp hạng này? Vì trên website công bố chính thức tại Việt Nam đó thì mình không thấy cái mục công bố cái mức tiêu hao nhiên liệu, mà mình có nghiên cứu ở các cái nguồn thông tin khác thì nó lại hơi bất ngờ đối với mình. Vì cái Mazda 2 theo các cái nguồn tin đó thì nó còn có mức tiêu hao nhiên liệu nhỏ hơn cả Mitsubishi Attrage từ 4,08 lít đến 5,82 lít. Điều này thì mình không thấy tin lắm, vì là chiếc Mazda 2 này công suất nó lớn hơn, cân nặng lớn hơn Mitsubishi Attrage, hơi khó tin nên là mình tạm thời xếp nó ở ngoài. Anh em nào mà biết thông tin chính xác về chiếc Mazda 2 này thì có thể comment ở phía dưới để cho mọi người cùng tham khảo nhé. Ok, do là so sánh quá nhiều mẫu xe nên là chỉ có thể so sánh được những thông tin này thôi. Hy vọng là những thông tin này cũng giúp ích được anh em trong quá trình lựa chọn xe. Anh em có thấy mình nên làm tiếp các mẫu xe khác như hạng A, hạng C, hạng D? Nhớ comment, like và đăng ký để xem xe có tiếp động lực làm tiếp những video tương tự như này nhé. Cảm ơn mọi người.